lúc mình làm thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào hình dấu chuông để nhận được thông báo về những video mình đăng lên mới nhất. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.